Ngoài số tiền tạm ứng bồi thường đầu tiên cho phi công Chu Quang Minh, số tiền còn lại khoảng 3,52 tỷ đồng sẽ được bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, theo quy định của đơn vị bảo hiểm. Theo tìm hiểu, phía tổng công ty trực thăng Việt Nam đã mua dòng bảo hiểm tai nạn con người dành cho phi công, trong đó nêu rõ phạm vi bảo hiểm cũng như mức chi trả bồi thường. Do đó, nhà bảo hiểm có đủ cơ sở để tạm ứng nhanh chóng. Vào chiều 5 tháng 4, máy bay Bell 505 mang số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc thuộc tổng công ty trực thăng Việt Nam, binh đoàn 18 gặp tai nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở Vịnh Hạ Long. Chiếc máy bay do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng. Máy bay có cảnh lúc 16 giờ 56 mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17 giờ 15 Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân.